khi thì nghiêm với phụ vương, khi thì trung với quần thần. Chàng để hết tâm ý vào các vấn đề chính trị, kinh tế và quân sự được đưa ra, và chàng nhận ra rằng căn bản của các vấn đề nằm ở nhận thức và tư dục của người làm quân sự. Khi mà tâm người đã bị trấn ngự bởi ý nghĩ về quyền lợi cá nhân, gia đình và dòng họ, thì mọi đường về chính sách không thể nào còn quan trọng. Và do vậy, chính sách còn thực sự nhằm vào việc lợi nước, lợi dân. Tất cả đang ngồi nghe và đón biết được tâm lý của những người cộng sự với phụ nữ chàng. Chàng thấy được những tư duy của họ. Có khi chàng thấy được cái mặt trái và đạo đức của họ, và đồng thời cũng thấy một niềm tức giận nảy sinh và trào dâng trong lòng. Nhưng tất cả ta biết mình phải kiềm chế niềm tức giận này. Chàng biết chàng có thể nói quỵt tẹt ra giữa chiều này những điều không mấy tốt đẹp ấy, nhưng chàng đã ngậm miệng không nói, bởi vì chàng không có hoặc chưa có gì. Tại sao con không góp ý kiến với điều hậu mà chỉ ngồi im lặng như vậy? Vua định bàn hỏi chàng sau một buổi chầu, trong đó các quan đã bàn luận rất lâu về chính sự. Tất cả ta nhìn ra, không phải là con không có ý kiến, nhưng những ý kiến của con nếu nói ra cũng không có ích lợi gì, vì chúng chỉ có thể đưa ra chứng bệnh mà chưa phải là phương thuốc trị bệnh. Con thấy con chưa có đủ khả năng để thay đổi tâm trạng của các quan. Tư dục của họ còn nặng nề lắm, và con biết con chưa có thể làm được chuyện với họ. Phụ vương nghĩ xem, quan phụ chức đại thần Vesavita là một người có quyền lực rất lớn trong triều đình. Phụ vương biết rằng ông ta không liêm khiết, và nhiều khi ông ta muốn đáp quyền của phụ vương, vậy mà phụ vương vẫn phải dùng ông ta. Tại sao? Tại vì phụ vương biết nếu không dùng ông ta thì triều đình có thể rối loạn. Dù tình bạn dịch cũng im lặng một hồi lâu rồi đưa ra, nhưng con cũng biết là để cho yên nước yên nhà, nhiều khi ta phải chịu đựng. Ta biết quyền lực ta có giới hạn, nhưng nếu con tập làm chính sự, sau này con sẽ giỏi hơn ta, và con sẽ có đủ tài năng để thanh lọc lại hàng ngũ của chính quyền mà không gây ra những xáo trộn cho xứ sở. Tất cả ta đưa tay lên và con không tin rằng tài năng là yếu tố thành đạt. Con nghĩ rằng vấn đề căn bản là giải phóng được cho thân mình. Không biết là chính con cũng còn bị trung đảo bởi những tình cảm như buồn giận, căm ghét, sợ hãi và những ý muốn tập quyền. Những cuộc đàm luận đánh như thế chỉ có đàm luận càng ngày càng làm cho tôi tình bạn hơn. Vừa thấy tất cả ta là một người có nhận thức rất sâu sắc, nhưng cũng là một người đưa đòi hỏi các quyền lực. Chưa thấy được sự thân thiện giữa mình và quốc vương. Tuy vậy, trong lâu, chưa chẳng cố lưu ý rằng, chưa hy vọng rằng, nếu tất cả ta tiếp xúc lâu ngày với người và với việc, thái tử sẽ có thể một ngày nào đó tức giận thái vương đâu trong cuộc đời. Trong lúc này, tất cả ta không bao giờ ngừng học hỏi. Ngoài công việc học tập chính sự và giúp đỡ gia vương đại lạc, chàng tìm cách tiếp xúc với các vị bà la môn và sa môn ở những trong thứ trên mọi nơi. Chàng biết rằng học đạo không phải là học những tư tưởng nguyên ám chứa đựng trong các thánh thư, mà còn là học cách tìm được để đạt tới sự giải thông tâm lý. Chàng rất ưu đi tìm những vị sa môn ẩn cư để học hỏi và thực tập, và chàng đem những gì đã được học về để thực tập như trong cuộc đời. Thỉnh thoảng tất cả ta cũng đem những điều mình đã học và đang thực tập ra để chia sẻ với gia vua Đại La. Chàng hay nói với nàng, này phụ vương, có lẽ nàng phải thực tập thiền định thì tâm nàng sau này mới an được, và nàng mới có thể làm việc xã hội được lâu dài.
Người con trai Bà La Môn phải hùng tinh dậy đàn. Đó là giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ hai, trưởng thành, là giai đoạn lập gia đình, nuôi những con cái để phục vụ xã hội. Giai đoạn thứ ba, khi con cái đã khôn lớn thì có thể rút lui làm nhân sĩ. Và trong giai đoạn thứ tư, buông bỏ mọi ràng buộc nhất cuộc đời. Người Bà La Môn có thể sống đời sống xuất thế. Tất cả ta nghĩ rằng bốn giai đoạn ấy của cuộc đời đã được chia ra một cách quá rạch rồi. Đợi đến già mới học đạo thì sẽ trễ tràn quá, chàng không thể chờ đợi được nữa. Tại sao ta không thể sống cả bốn cách ngay trong một giai đoạn? Tại sao ta không tập sống đời sống xuất thế ngay khi ta còn có gia đình? Nghĩ như vậy, Tất Đạt Đa cố ý bắt đầu học đạo và hành đạo ngay trong đời sống hiện tại. Tuy nhiên, chàng không thể không nghĩ tới những vị đạo sĩ nổi danh đang hành đạo ở phương xa, mãi tận xa về hay chưa xa. Chàng tin rằng nếu được du phương học đạo với những bậc thầy nổi danh, chàng sẽ có thể đạt đạo cao trong bạn. Chàng nghĩ rằng các vị sa môn thành cư và trẻ đều có nhắc đến tên những sa môn nổi tiếng như Alala Kala, Quốc Đầu Lam Tự. Ai cũng ước mong được tiếp xúc và học hỏi những bậc thầy này. Càng ngày, các thành viên càng thấy niềm mong ước của mình trở nên thực tế. Một buổi chiều, Yajudala đi làm về, mặt buồn rười rượi. Nàng đắm chiêu không nói. Em bé bị đuôi hàng mà nàng chăm sóc từ hơn một tuần nhiều mới chết. Mấy hôm nay, nàng đã làm đủ mọi cách mà không giúp em ra được khỏi thế tuổi thân. Buồn quá, nàng ngồi thiền định. Trong lúc ngồi thiền, nước mắt nàng tràn tuôn chảy. Nàng không ngăn được cảm xúc. Tất cả đã vừa giữ một buổi họp chiều tiễn về. Vừa trong thời gian, Gia Du Đà La hòa lên khóc. Tất Đạt Đa ôm nàng trong hai tay và hỏi thăm cuối sự. Chàng tìm cách an ủi nàng. Cùng như, ngày mai ta sẽ đi với nàng để gì lắm ta của em nhé. Nàng cứ thức đi cho nhẹ đế nỗi khổ trong lòng. Sự lão dịch dạy hắn là những gánh nặng đè lên cho mỗi một lần. Những gì sẽ biết cho nhau đều có thể xảy ra cho chúng ta. Bất cứ lúc nào, Gia Du Đà La cũng không. Càng ngày, anh cảm thấy điều điện hạ nói là đúng. Khổ đau thì vô cùng, mà hai bàn tay của em thì nhỏ bé. Lòng em cũng đầy sự bất an. Chàng hãy chỉ cho em cách nào để em đối trị được những khổ đau và lo lắng trong lòng chàng. Tất cả ta, còn Gia Du Đà La chặt trong. Để đối diện những khổ đau và lo lắng trong ta đã nhìn thấy được trời của xã hội và của con người, nhưng ta chưa thấy được mẹ dù ta đã bỏ công học hỏi để tìm kiếm. Tuy nhiên, ta tin rằng một ngày nào đó ta sẽ tìm ra được con đường cho tất cả chúng ta. Cụ thể, mẹ hãy có lòng tin nơi ta. Em bao giờ mà không có lòng tin nơi chàng. Em biết một khi đã quyết định được điều gì thì chàng sẽ đi đến cùng để thực hiện cho kỳ được điều ấy. Em cũng biết là một ngày nào đó chàng sẽ bỏ hết phú quý giàu sang và ngai vàng để ra đi tìm đạo. Nhưng chàng ơi, xin chàng đừng bỏ em trong giai đoạn này. Em chắc chắn bất được chàng. Tất cả ta đang đặt cho những đạo lạc nhân nhìn chàng mặt nàng. Không, ta không bỏ nàng bây giờ đâu. Chừng nào Gia Du Đà La thực hiện tất cả. Tất cả chàng đừng có gì dỗ. Em muốn hỏi chàng điều này. Nếu chàng có một đứa con với em thì chàng muốn đó là con trai hay là con gái? Tất cả nhà giật mình. Chàng nhìn Gia Du Đà La tâm trung. Nàng nói sao? Cô biết có phải là mẹ, có phải là nàng đã? Gia Du Đà La gật đầu. Nàng chỉ vào người hạnh chàng. Em rất sung sướng vì em đang được mang trong em quan trái của tình yêu chúng ta. Em cũng sẽ là con trai
khuôn mặt giống chàng, thông minh như chàng và hiểu biết như chàng. Tất cả đều đưa hai chân cô ấy ra du lãm về nhà. Trong nỗi mừng vui lớn lao, chàng dần nhận ra những hạt giống của sự vui. Tuy nhiên, chàng tươi cười nói với ra du lãm: "Nàng sinh con trai hay con gái thì ta cũng mừng với nhau. Miễn là con của chúng ta sẽ vừa nhân từ vừa thông tuệ như này." Nàng đã nói tin này cho mẹ biết chưa? Em chưa báo cha biết hết, trừ chàng ra. Chiều nay em sẽ vào cung thánh từ báo cho được bà từ đồng vương. Nhân tiện để em học hỏi với mẹ về cách nuôi dưỡng con vui. Em cũng sẽ báo tin này cho phu nhân Panita mẹ của em vào ngày mai. Chắc mọi người sẽ mừng lắm. Tất cả là gật đầu. Chàng biết là khi nghe tin này, di mẫu chàng sẽ báo tin ngay cho phu nhân chàng. Phụ giúp chàng sẽ rất hài lòng và sẽ tổ chức cuộc lễ mặt mình thôi. Tình đặc biệt có cảm tình là những sợi dây ràng buộc chàng với cuộc đời ở cung điện này càng ngày càng siết chặt. Trời tối sầm lại như có bàn tay che mất mặt trời.
tức đã ba ngồi ngoài này, tức này tới hai lớp cửa. Với những tiếng rên xiết của nàng từ bên trong đưa ra, chàng đều nhìn một một. Chàng rút, thì bên của chàng càng đớn thêm. Rồi những tiếng đau đớn của cha du đã nói, chạy lên không nhớ. Tức đã đã được. Những tiếng gào của nàng là nhất định. Chàng không thể ngồi yên một chỗ. Chàng đứng dậy đi bộ trong phòng. Không khí, cha du đã lắng hét lên những tiếng lanh lảnh, làm cho chàng hốt hoảng. Mẹ sinh ra chàng, hoàng hậu đã nói, ngày xưa vì sinh chàng mà đã bệnh chung. Chàng không bao giờ quên sự tình cảm nồng nàn. Bây giờ đến cái lúc đó, bây giờ đến đứa con của chàng, sinh nở là một đứa ảnh mà người đàn bà có chồng lúc như thế. Một đứa ảnh nguy hiểm vô cùng. Thank you.
nước vừa đi quanh quả đàn vừa động kinh. Tất cả những dạng trong kinh đoạn trong kinh Di Đà đi quanh được ba vòng, ông thầy trong nửa giờ giảng quả muộn mẹ và các anh chị của đứa bé hòa nhau không lửa đó đầu tám giờ thì thể em bé tất cả những nhìn thấy Di Đà mắt mẹ đẫm lệ tất cả những bất cứ từ nước mắt em bé em bé em có tu gì đó tất cả con cả la hù lắm lại cho mẹ chàng chú ra chuyện người và chàng ngồi ở chú đá một mình cho đến khi màn đêm buông xuống và một cô thị nữ ra tìm chàng tôi điện hạ trình bày cho con đi tìm điện hạ hoàng thượng ngự giá sang thăm mà tất cả hai chú già đèn đuốc đã được thắp lên con hổ tìm tóc sức khỏe của gia đình đã lại trở lại bình thường và nàng đã có thể bắt đầu lại
Thank you.
Tân Điện Hạ đừng bắt con trở về, mang cái tin dữ này về cho những người mà con kính yêu. Thank you.
sở hữu xứ đặc ảnh giới, trong đó ta thấy được rằng không có một hiện tượng nào thật sự hiện hữu như tri giác của ta tưởng tượng. Vì sao trẻ tuổi chất trạng? Ông lại kể về lúc trường của anh. Trong thời gian tu học với đạo sĩ Thái Hạnh, Trần Đăng Na đã mời tới nhiều vị sư cô lãnh đạo. Tính tình ông Hoàng này, cho nên ông Thái Hạnh cũng được biết. Có ngày Trần Đăng Na không cần những kiến thức Phật mà dạy tiếng Anh cũng dạy dạy một chút. Có khi xuống tiền, ông tiếng Anh
của sự diệt thoát tự sinh ông vẫn chưa tìm được. Đôi khi ngồi thiền tập trong rừng, hình ảnh của Như Trúc, của Gia Tư Đại, La Hù và cũng như những hình ảnh của quãng đời của Thứ Thiên Diệu năm mới đó mà đặt từ ngày tất cả những người rời bỏ xuống sở tất cả mọi người như không khỏi sớm buồn như thế đức tin chạy cột sức mạnh. Thể cho quả nhân biết được hay không. Tu đại thiên, bần đạo.
Thank you.
đi theo chiều tự nhiên, chúng đều là những vị sư môn con nghe. Họ tên là Bạc Phu, Bạc Đề Dương, A Thất Bà Chi, Ma Thị Na. Mỗi người chỉ có một người như thế này, nghe của họ không nghe lắm. Mỗi ngày chỉ một người như thế này thôi, và phần ăn của một người được chia ra làm sự. Thức ăn hàng ngày của mỗi người rất ít, và để có thể để con tâm lòng bạn thân chắc. Thank you.
Thank you.
Sa môn Cồ Đàm giật thoát ý niệm về ngã, về ác ma, và ông giật mình thấy rằng mày quá làm sao? Thank you.
sau khi kết thúc bạn, chú nào ra là những người thầy an và nhìn. Tất từ không giới tên này, dù vẫn đã có nhắc đến tên thầy trong câu chuyện mà người đã kể cho. Trong câu chuyện của mình, chính người sư kỳ đặc biệt đã trả lời cho những sự điều chúng ta đặt câu hỏi để chúng có cơ hội nói chuyện. Thank you.
thế giới là thế giới.